Cách sử dụng đặc biệt của must ấy mà bạn sẽ hầu như không bao giờ nhìn thấy nếu như chỉ học trong các giáo trình ngữ pháp N1, N2. Trước tiên thì hãy cùng thử xem câu này sẽ được sắp xếp theo trật tự như thế nào nhé. Trật tự đúng của câu này sẽ là 2, 1, 4, 3. Và ngữ pháp này ở đây sẽ là gì? 느끼요, vụng về, lóng ngóng, hậu đậu. 다스카나 효엔 디오크, năng lực thể hiện chắc chắn. Vậy thì câu này sẽ được tạm dịch như sau. Trong bộ phim này, anh ấy đã thể hiện xuất sắc hình ảnh của một nhân vật chính với nét tính cách ngây thơ, vụng về bằng một lối diễn xuất chắc chắn hay bằng một năng lực thể hiện chắc chắn, thể hiện được chính xác đặc trưng của nhân vật. 다스카나 효엔 디오크. Má đề mà chúng ta thường thấy được sử dụng để thể hiện phạm vi từ A đến B. Phạm vi này có thể dùng cho cả thời gian, không gian. Và bây giờ chúng ta sẽ biết thêm một cách sử dụng nữa, đó là made sẽ được dùng để thể hiện mức độ cho một cái trạng thái nào đó. Ví dụ như trong câu này, migoto na made ni sẽ dùng để thể hiện mức độ, đến một cái mức độ xuất sắc. Hoặc ví dụ như trong câu này, anh ấy đưa ra một ý kiến rất là thẳng thắn đến mức độ phũ phàng. 彼の意見は残酷なまでに率直だ。Hoặc đứa bé đấy nó đã trưởng thành đến mức độ có thể tự một mình ở nhà trong nhà được rồi. Anoko wa hitori de dusu ban ga dekiru made ni seichou shita. Ngoài phần để nhấn mạnh một cái trạng thái đến mức độ thì made còn được dùng để đưa ra một kết quả. Ví dụ như trong câu này, các bạn sẽ thấy người ta sử dụng với made ni natta chính là một kết quả. Bỏ công mình đã khổ luyện vất vả và cuối cùng thì bây giờ mình đã có thể viết được một bài luận văn bằng tiếng Nhật. Phần này chính là kết quả đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng với Kuro no kayatte yatto nihongo de donbun ga kakeru made ni natta. Và nếu như chúng ta sử dụng với made ni natta, thường sẽ nhấn mạnh một cái quá trình kéo dài thì cuối cùng kết quả như thế nào, hoặc sau một cái sự nỗ lực kéo dài thì cuối cùng kết quả. Kekka ni natta thì lúc đấy các bạn sẽ sử dụng với made ni natta. Hoặc trong câu đầu tiên mà chúng ta đưa ra thì made ni ở đây chính là thể hiện trạng thái, đến một cái mức độ trạng thái như thế nào đó. Ví dụ đến mức rất là xuất sắc hoặc là vô cùng xuất sắc. Migoto na made ni, zankoku na made ni. Made ni lúc này sẽ được kết hợp với các từ khác và coi như một cụm phó từ để mang tính chất nhấn mạnh cho động từ đằng sau.